Đây mình xem anh tài xế ấy cày lắp ấy nha. Trời ơi, nướng Phú Quốc hả ngon. Cây này là cây đụng đỉnh nha, mình để nếu mà để dưới nước thì thời gian sau nó sẽ mục ở trên thôi, tại vùng đụng đỉnh nó mềm hơn là cây dừa đó. Thời gian sau là nó bị mục hết trơn à. Tại vì bên đây, bờ bên đây thì nó quá trời cây rồi. Cây sậy, tùm lum cây bình bát, tùm lum hết trơn rồi nên là để bên đây không được nữa. Nên để bên đó mớ để sẵn làm cái bờ nghe là cái bờ luôn. Bánh hết, không còn bờ nữa. Trong là rất phương không biết khi nào mới lỗi được. Để làm rất kỹ nha, này máy làm nổi chứ người ta làm sao nổi. Nông đụng đỉnh rất là mềm luôn. Đường mương này mình dắt chắc là quá trái luôn.
quá trời cây luôn, quá trời nhiều cây luôn. Cây không, không có một tắc luôn. Kêu nó múc muôn luôn đi, kêu múc cái đường muôn luôn. Quá trời cây luôn, quá trời cây. Quá trời cây luôn anh em ơi. Ông Tư ông cho đâu dám múc đâu.